bán hết giống không? Bây giờ còn vốn không chú? Bây giờ hết giống không? Giờ đi mần để mình thuê. Em mần thuê kiếm người nào ở rẻ. Là chú kiếm cô nào có nhà đi ở rẻ hả? Dạ, có người nào phù hợp vừa ý muốn mà. Thế chú xem chương trình rồi chú chọn cô nào chưa? Có mà cô Hằng gì đó, cô Hằng mà ở Long An Minh Thuận đó. Cô Hằng ở Ninh Thuận. Rồi. Cô Hằng đó thì mới lên chương trình. Cô Hằng đó cũng 20-30 tỷ á. Đất nhiều lắm. Rồi. Phụ bán quán cơm cho con đúng không? Đi gì bà nói có mà về kiếm người bà có việc làm gì đó. Về phụ làm, tập trung làm. Dạ. Yeah. Mình còn ngại gì vấn đề đó không chú? Rồi. Còn ngại không? Dạ, không, không có ngại. Có sợ người ta gì nghỉ gì không? Không. Thì mình đi qua bên người đó ở rể mình có mang theo được cái gì không? Mang theo được vốn không? Bao nhiêu vốn không? Thế không sao? Ý là mình đi ở rể á, mình có mang theo được đồng nào không? Ờ, thì cũng có vài triệu gì đó. Thì đó cũng hình như là hai tên Hằng luôn đó. Cũng có hai người tên Hằng không á. Một Hằng nào nữa? Hằng dầu dây rồi. Một Hằng dầu dây hả? Cũng có hai Hằng mà chắc người kia chắc có chủ quá à. Cô nào chú? Cô Hằng cũng Hằng nữa, Hằng 58 á, 58 tuổi. À, cô Hằng 58 tuổi đó thì tới cả nhà cả đất rồi, có hai chiếc ô tô đúng không? Rồi rồi. Cô đó tài sản tới 48 tỷ rồi á. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chú cũng rất là phong độ. Tướng tá ngon lành ha. Lên chương trình nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Liệu ngày hôm nay chú có kết nối được ai hay không? Xin mời mọi người đón xem chi tiết. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào chú nhé. Chào. Chú cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Tên Lưu Văn Thoa, 60 tuổi, trong giấy là 1958. Chú Thoa đến từ đâu? Ở Cà Mau. Cà Mau. Yeah. Ở tình trạng hôn nhân của mình thế nào chú? Hôm nay ly thân vợ cũng gần 20 năm rồi. 20 năm? Ừ. Ly thân nhưng mình đã ly dị chưa? Chưa ly dị. Chưa ly dị nhưng hồi đó mình có... Vợ bị bệnh đó rồi. Hồi đó mình có giấy kết hôn không? Không có. Không có kết hôn thì đâu có ly dị được. Dạ, vậy đó. Là tự đến với nhau ha. Dạ. Tự đi. Rồi, thế hiện giờ chú đang ở đâu và làm công việc gì? Giờ đi ra làm vuông thất rồi thả sò nó thất bại. Năm rồi thả 1 tấn rồi banh nó trơn. Rồi bây giờ đi ra làm hồ. Làm hồ giờ làm công ty bập gác. Dạ. Mình làm công ty lương cao không chú? Được tháng 8 triệu 3 băng ở. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ồ, và cũng cao chứ. Và chú làm 1 tháng chưa được bao nhiêu? Thì mới làm có hơn tháng à, chưa có lãnh lương. Vậy trước đây mình làm hồ hả? Làm hồ được 2 tầng. Sao vậy? Bởi vì nghe nó kêu lên đây bỏ dưới đi lên đây làm. Vậy bỏ dưới làm. Vậy thì xưa giờ mình làm gì? Hồi xưa giờ nuôi tôm nuôi sò đó. Bị thất bại hả? Đã thất bại. Trời ơi. Sao thất bại hết banh hết vốn luôn? Banh hết giống luôn. Bây giờ còn vốn không chú? Bây giờ hết giống không? Giờ đi mần... Để mình thuê. Mình thuê kiếm người nào ở rẻ. Là chú kiếm cô nào có nhà đi ở rẻ hả? Dạ, có người nào phù hợp vừa ý muốn mà. Thế chú xem chương trình rồi chú chọn cô nào chưa? Có mà cô Hằng gì đó, cô Hằng mà ở Long An Minh Thuận đó. Cô Hằng ở Ninh Thuận. Rồi. Cô Hằng đó thì mới lên chương trình. Cô Hằng đó cũng 20-30 tỷ á. Đất nhiều lắm. Rồi. Phụ bán quán cơm cho con đúng không? Đi gì bà nói có mà về kiếm người bà có việc làm gì đó. Về phụ làm, tập trung làm. Dạ. Mà sao chú lại thích cô đó? Thì thấy cũng bà nói có người về phụ làm tiếp rồi có công ăn việc làm bà bên bà có. Rồi thấy bà nói chuyện cũng dễ thương. Còn bây giờ nếu mà cô Hằng mà không đến được thì mình có chọn cô nào nữa không? Thì cái đó thì tùy hai em đi. Thì anh tin tưởng là hai em đi. Dạ, rồi. Thế thì chú theo dõi chương trình lâu chưa? Thì cũng lâu rồi.
Không có có dịp mà lên. Không có dịp lên, hôm nay mới có dịp lên. Rồi. Rồi, bây giờ mà cô nào mà hợp lý là đi ở rẻ luôn. Rồi. Nhưng mình đi ở rẻ mình qua đó mình ngắm mình làm được cái việc gì bên đó này? Thì bên bản có công việc gì thì mình làm công việc đó. Ví dụ là những việc gì? Việc gì cũng được, làm hậu cũng được. còn đi làm đờ làm hậu được. Rồi. Chú qua đó chú làm những việc gì chú nói cho rõ đây nè. Ví dụ là làm những việc gì? Thì bà cũng có công việc gì làm được thì mình làm. Nồi trời lẫn chú. Dạ. Nồi trời được không? Thì sao yêu cầu có công việc là được à? Lau nhà rửa chén quẹt vô mình làm hết à? Được, bình thường. Làm giỏi không? Cái đó làm được giỏi. Không? Không, mà điều nói chung là mình muốn chỗ nào mà hợp lý rồi là ví dụ mà nói chợ phụ giúp rồi kia cũng bình thường. Mình còn ngại gì vấn đề đó không chú? Rồi. Còn ngại không? Dạ, không, không có ngại. Có sợ người ta gì nghỉ gì không? Không. Thì mình đi qua bên người đó ở rể mình có mang theo được cái gì không? Mang theo được vốn không? Bao nhiêu vốn không? Thế không sao? Ý là mình đi ở rể á, mình có mang theo được đồng nào không? À, thì cũng có vài triệu gì đó. Có vài triệu sao đủ ăn chứ? Thì làm kiếm phụ thêm. Về con nuôi hả? À. Ý là chú ngoài cô hàng người ra chú có ngắm chú chọn cô nào nữa không? Thì đó cũng hình như là hai tên Hằng luôn đó. Rồi cũng có hai người tên Hằng không á. Một Hằng nào nữa? Hằng dầu dây rồi. Một Hằng dầu dây hả? Cũng có hai Hằng mà chắc người kia chắc có chủ quá à. Cô nào chú? Cô Hằng cũng Hằng nữa, Hằng 58 á, 58 tuổi. À, cô Hằng 58 tuổi đó thì tới cả nhà cả đất rồi có hai chiếc ô tô đúng không? Rồi rồi. Cô đó tài sản tới 48 tỷ rồi á. Rồi. Trời ơi. Cô tài sản dữ lắm à. Rồi, có chủ rồi. Chưa chú. Đấy, cái nốt được với ai đâu. Dạ. Yeah. Là chú chọn hai cô Hằng luôn. Rồi. Trời ơi. Mà cô Hằng nó có hai chiếc ô tô rồi, chú về chú có biết lái ô tô không? Không, không biết lái, về mình tập từ từ. Không biết lái vậy sao chọn hai chiếc ô tô làm gì? Cô Hằng nó nhà biệt thự á, chú về chú lau chùi mệt lắm à. Ngắm lau được không? Mình lau cũng như là tập thể dục đi. Nhưng mà nhà biệt thự mà hai ba lầu lau sao đuối lắm à. Thì nói chung thì chỉ sống được thì mình sống được thôi, chứ mình đâu có nải công đâu. Nhưng mà về bắt chú lau nhà liên tục ngày nào cũng lau á. Ok. Ok luôn. Rồi. Thế bây giờ chú có lời nào muốn nhắn gửi tới hai cô Hằng không? Cô Hằng 48 tỷ trước đi. Rồi, thì anh lên đây nhắn có gửi có mà thấy cô mấy em có thấy anh đây đó thì lên chương trình xin số chương trình gặp anh. Cầu chúc em mạnh khỏe. Ồ, chú còn có lời nào nhắn gửi đến cô Hằng 28 tỷ không? Cô Hằng ở Ninh Thuận đó. Ừ, thì anh lên đây cũng gửi lời cô Hằng đó, có thấy anh lên đây thì gặp lên chương trình thì cũng xin giới chương trình là anh em mình phù hợp, có duyên thì gặp. Mình nói mạnh ra chứ, nếu mà em đồng ý thì anh hứa là sao? Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nó là mở suốt đời luôn, thì mình chấp nhận thì cũng không có ngại gì. Rồi ngoài hai cô Hằng ra thì ví dụ như có cô nào mà thấy chú có cảm tình á, ví dụ như đang làm công nhân ấy chẳng hạn, ở trò chẳng hạn, chú có đồng ý không? Thì cái đó là tùy duyên đi. Thì cứ biết làm sao vậy? Không đồng ý hả? Thì tới đó tình duyên, có gặp được thì
mình phù hợp với nhau. Phù hợp thì mình nhận có nổi chứ. Nhận có lỗ nổi chứ. Rồi. Nhưng mà mấy cô đó là không được hay là phải xem xét lại. Đúng rồi, nếu mà không được thì xem xét thì từ từ nào có. Bây giờ ai mà đang ở trọ đến với chú được không? Thì hai em lựa chọn. Nếu mà cô nào đang ở trọ đến với mình được không? Ở trọ à? Ở trọ thì chắc không luôn. Sao thế? Sao chú? Ở trọ sao không đến được? À, không có nhà rồi, anh không có nhà nữa rồi, về không có mặn. Đúng rồi, không có nhà sao đi ở trọ ở đây được, phải có nhà mới ở đây được. Dạ. Là mình muốn có nhà đi ở rẻ ha. Dạ. Rồi. Rồi, thế hôm nay chú lên đây thì thay mặt anh em cũng chúc chú luôn mạnh khỏe ha. Dạ. À, liệu xem chú có ở rẻ thành công hay không, mọi người hãy xem xong rồi để lại bình luận góp ý cho chú nhá. Yeah. Hôm nay chú đến đây chú có cam kết những cái thông tin chú chia sẻ là đúng và chú chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Yeah. Chú có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh video và thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, chú đồng ý không? Dạ yeah, đúng. Rồi, ok, cảm ơn chú nhá. Yeah. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, bấm thích, bấm theo dõi trang mọi người nhá. Rồi yeah. Xin cảm ơn và xin kính chào. Dạ yeah, xin chào. Anh uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chắc phải gần chục chai. Rồi thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Yeah. Là chỗ cái khớp ngón đó là cái khớp ngón là ở cái bàn đó nó sưng yeah. lên. Dạ. Yeah. Phù lên bây giờ nó xẹp rồi bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp mà anh thoái hóa khớp tay đó ha. Rồi. Rồi nó bị tê bì nữa, bây giờ thì nó còn tê nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, vậy thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần là bớt chắc phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật vậy... mình cái anh trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Còn yeah. anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ dạ, vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Anh ở Hồ Nai này, ngay gần em này. À, Hồ Nai đúng rồi. Hồ Nai đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi, ok. Rồi, ok cảm anh. Uống tốt nha. Thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi, có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi, em cảm ơn anh. Em chào anh nhá. Rồi. Dạ.